Tư Mã Ý là một nhân vật kiệt xuất, kỳ phùng địch thủ của Gia Cát Lượng, nổi tiếng là người đa mưu túc kế, giúp nhà Tào Ngụy giữ vững vị thế thời Tam Quốc. Thế nhưng, cả đời nhẫn để chờ thời làm nên nghiệp lớn, không ngờ trước khi qua đời, Tư Mã Ý lại căn dặn con cháu Di Nguyện này trở thành bí ẩn thách thức người đời hàng nghìn năm. Tư Mã Ý, ngày 179 đến 251, có biểu tự là Trọng Đa. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tới 8 người con trai, ngụ tại Lạc Dương cho đến khi tướng quân Việt Đổng Trác chiếm lĩnh và phá hủy thành phố thì cả gia đình mới dời tới Trường An, kinh đô của tổng cộng 13 triều đại trong lịch sử đất nước Trung Quốc. Ông là một nhà chính trị, một nhà quân sự của nước Tào Ngụy vào thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Bên cạnh đó, Tư Mã Ý, người đặt nền móng cũng như đóng vai trò quan trọng cho nhà Tây Tấn, thay thế cho nhà Tào Ngụy và thống nhất Tam Quốc sau này. Tư Mã Ý là kỳ phùng địch thủ của Gia Cát Lượng. Nếu như Gia Cát Lượng được mệnh danh là Ngọa Long, thì Tư Mã Ý có biệt hiệu là Chủng Hổ. Ảnh Tì Tu Ti A. Tư Mã Ý cả đời cẩn trọng, ẩn nhẫn chờ thời cơ để làm nên nghiệp lớn, tạo nền móng vững chắc cho con cháu tạo dựng cơ đồ sau này. Lúc sinh thời, dù Tào Tháo luôn giữ Tư Mã Ý bên mình nhưng lại không giao cho ông một chức vụ quá quan trọng. Trước khi chết, Tào Tháo còn nhiều lần dặn dò con cái cẩn thận với Tư Mã Ý. Di Nguyện kỳ lạ trở thành câu đố bí ẩn với hậu thế, thể hiện trí tuệ cao siêu của Tư Mã Ý năm 251. Tư Mã Ý sinh bệnh rồi qua đời, hưởng thọ 73 tuổi. Khi gần đất xa trời, ông đã cẩn thận sắp xếp chu toàn cho chuyện hậu sự của bản thân và căn dặn con cháu bốn không để bảo vệ tương lai của gia tộc, không lập bia mộ, không trồng cây xung quanh, không chôn theo đồ bồi táng, người và đồ dùng quý giá, không được đi đến mộ phần để bái tế. Với cương vị là thừa tướng quyền lực của Tào Ngụy, lẽ ra Tư Mã Ý phải được chôn cất một cách hoành tráng. Nhưng ông lại chọn chôn cất đơn giản, không đồ tùy táng. Điều này quả là kỳ lạ. Đặc biệt, Tư Mã Ý còn nhiều lần dặn dò con cháu rằng đừng quét dọn mộ phần, khiến hậu thế ai ai cũng bất ngờ. Thế nhưng, quân sư tài ba thời Tam Quốc căn dặn con cháu thực hiện di nguyện trên hóa ra đều có ẩn ý. Tư Mã Ý cả đời mưu tính. Đến khi sắp qua đời, ông cũng cẩn thận sắp xếp ổn thỏa chuyện hậu sự của mình. Ảnh Internet. Theo các chuyên gia, hóa ra Tư Mã Ý cố tình dặn đi dặn lại con cháu không được quét dọn mộ của ông là vì chính bài học xương máu trong quá khứ. Sự sắp đặt kỳ lạ của Tư Mã Ý trước khi qua đời được cho là có liên quan đến biến Lan Cao Bình. Cuộc đảo chính này cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Tư Mã Ý. Cụ thể, năm 249, Ngụy Đế Tào Phương cùng với Tào Sang, quyền thần của nhà Ngụy, đến Lan Cao Bình để bái tế mộ Minh Đế. Nhân cơ hội đó, Tư Mã Ý phát động một cuộc đảo chính, nắm quân quyền ở kinh thành Lạc Dương, đồng thời ép Tào Sản phải đầu hàng. Sự biến Lăng Cao Bình là bước ngoặt để gia tộc Tư Mã chính thức nắm toàn bộ quyền lực của Tào Ngụy. Từng bước xây dựng nhà Tấn, biến hoàng đế họ Tào chỉ còn trên danh nghĩa. Do là người trong cuộc và từng trải qua, nên Tư Mã Ý lo lắng người khác sẽ có thể làm theo và dặn con cháu không đi tảo mộ mình vì sợ kẻ thù có thể lợi dụng cơ hội đó để thực hiện cuộc đảo chính, khiến gia tộc Tư Mã suy tàn, thậm chí là diệt vong. Bên cạnh đó, Tư Mã Ý cả đời phò tá và chịu đựng ba đời nhà họ Tào với tư cách là một mưu sĩ. Ông từng lập không ít công trạng cho nhà Tào Ngụy. Trong cuộc đời, dù vô cùng cẩn trọng, giấu mình chờ thời, nhưng Tư Mã Ý cũng từng đắc tội với vô số người. Vì vậy, việc suy xét nơi chôn cất cẩn thận là cũng cực kỳ quan trọng để tránh rơi vào cảnh bị kẻ địch trả thù. Nếu sau này con cháu của Tư Mã Ý không giữ được cơ nghiệp thì việc ông có an nghỉ trong một lăng tẩm bề thế ra sao thì cũng chắc chắn không tránh khỏi kiếp nạn bị hủy thi diệt tích. Chi bằng dàn xếp trước một số việc để được yên ổn lâu dài. Cái chết đột ngột của kỳ phùng địch thủ là Gia Cát Lượng cũng là một gợi ý cho Tư Mã Ý trong việc đưa ra mưu kế cuối cùng trong cuộc đời của mình. Năm xưa, Gia Cát Lượng từng để lại di nguyện rằng cho người khiêng quan tài của ông, dây thừng đứt ở đâu thì chôn ở đó. Quả đúng là không ai tìm được nơi an táng của Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, Tư Mã Ý không bắt chước theo kế chôn cất của Gia Cát Lượng, mà thay vào đó, ông bí mật chọn một khu đất bằng phẳng trên núi Thụ Dương, căn dặn con cháu không đắp mộ, không dựng bia, không chôn theo bất kỳ tài sản nào và đặc biệt là không cúng tế. Hơn nữa, việc không trồng xây xung quanh mộ để tránh gây sự chú ý. Mặt khác, vào thời Tam Quốc, nạn trộm mộ hoành hành khắp nơi.
Năm xưa, chính Tào Tháo đã đột nhập các lăng mộ hoàng gia để chiếm đoạt của cải bên trong làm chi phí quân sự. Do đó, việc Tư Mã Ý dặn con cháu không chôn theo bất kỳ tài sản nào cũng tránh bị những kẻ trộm liều lĩnh tìm kiếm và đột nhập. Di ngôn của Tư Mã Ý không chỉ giúp bảo vệ bộ phận của mình mà còn bảo vệ cả hậu duệ sau này. Ảnh Rohu, mưu kế của Tư Mã Ý đối với hậu sự của mình quả thực rất hiệu quả. Chính bởi ngôi mộ với bốn không kỳ lạ nên việc tìm kiếm quả thực chẳng khác gì mò kim đáy bể. Hơn 1.000 năm, nơi chôn cất Tư Mã Ý ở đâu vẫn còn là một ẩn số chưa thể giải mã trong lịch sử. Có câu không có tầm nhìn xa thì ắt hẳn sẽ có nỗi lo trước mắt. Nhưng đối với một người nhìn xa trông rộng như Tư Mã Ý, mọi chuyện đã được ông tính toán sắp xếp một cách cẩn thận. Tư Mã Ý cả đời giỏi mưu tính, không ngờ đến ngay cả cái chết, ông cũng sắp xếp ổn thỏa cho sự yên nghỉ của bản thân.